độc lạ Thái Lan, phù phép Honda Civic thành Tesla. Tôi cũng phải đến phục mấy anh em thợ độ bên Thái Lan luôn. Kiểu như nhà có xe gì thì các ông ấy cũng độ thành kiểu mới được. Cụ thể thì trong bối cảnh xanh hóa phương tiện giao thông để bảo vệ môi trường ấy, mấy anh em bên này thì cũng yêu thiên nhiên lắm. Mà điều kiện tài chính thì không đủ để mua Tesla. Nhà chỉ có mỗi con Civic hatchback, nên mấy ông thần độ lại thành xe điện luôn, như là đóng góp một phần để bảo vệ môi trường. Theo như tôi tìm hiểu, thì ở bên Thái có một hãng độ tên là ECU Shop, chuyên độ mấy con xe phải gọi là độc dị hết đất. Mấy ông thợ ở đây đã thay cho chiếc Civic bộ 3 motor với tổng công suất lên đến 180 kW, kèm theo hộp số 5 cấp vô cùng chất chơi. Ngồi lên chạy thử con xe Civic điện giả cầy này mà tôi thấy nó bốc thực sự các chế ạ. Đúng là động cơ điện mà cũng sản sinh được 250 mã lực thì phải gọi là quá bốc đối với một chiếc Civic, cứ như là ngồi trên Lamborghini rồi đạp hết ga vậy. Anh em thấy sao về chiếc Civic giả cầy này? Để lại bình luận và đừng quên follow xe gì kia nhé.